ngày xưa đi học ngoài dịp được nghỉ hè ra rồi đến giờ học thì thầy cô bận hay báo kiểm tra mà lại không phải kiểm tra nữa thì chắc là đám học sinh cũng chỉ mong đến mấy ngày lễ để xem bọn trong lớp nói bày trò con gái hát múa thì quen quá rồi thế nên cứ phải lôi mấy món nam trong lớp lên cho chúng nó thể hiện thú thực là lớp càng đông con trai lại càng vui vì cái đám này không bao giờ thiếu trò để thể hiện cả Mới đây, dân mạng được phen xôn xao trước hình ảnh một nam sinh cốt bay trong hội diễn dân nghệ. Điều đáng nói, bộ trang phục này được mô phỏng lại từ trang phục dân tộc mà Hoa hậu Her Henny trình diễn khi tham gia chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp quốc tế Miss Universe 2017. Cốt bay chiếc đầm bánh mì của Her Henny, nam sinh vi bảo gì thần thái không kém gì Hoa hậu. ngay sau khi hình ảnh được đăng tải đã thu về hơn 16.000 lượt ly chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Liên hệ với chủ nhân bài đăng, cô bạn Trần Nguyễn Minh Hạnh Trung học phổ thông Long Trường, thành phố Hồ Chí Minh, cho hay do trường bọn mình tổ chức thi văn nghệ diễn kịch, thời trang cho bộ môn văn nên bộ trang phục này đã ra đời. Lúc thấy bạn nam diện bộ đầm này lên ai cũng vỗ tay quá trời, nhưng buồn là kết quả bọn mình không như ý muốn vì trường quá nhiều dân tài nên lớp mình không có giải, nhưng mà được dân cư mạng phản hồi tích cực thế này là vui lắm rồi. Dưới phần bình luận, phần đa ai cũng cho rằng cậu bạn quá chất khi đã chịu khó trang điểm, bất chấp tất cả để mang đến màn trình diễn hoàn hảo nhất. Số còn lại cho rằng nhìn màn cốt bay này họ lại nhớ đến hờ hen đi và bộ trang phục gây bão một thời nếu mình đi ngăn sẽ hỏi cho mình một cái nha, sau đó không biết tương lai của mình ra sao và còn dẫn tròn cơ thể không nữa, bạn các tường chia sẻ. Chưa ra trình diễn thì mấy cái bánh mì đã biến mất không dấu vết, bạn Nguyệt Hà cho biết. Tội đôi chân quá, ai ủng hộ mua bánh mì để chu cấp cho qua hậu cái giày, một dân mạng hài hước bình luận. Còn bạn, bạn nghĩ sao về màn cốt bay của năm sinh này?